cuộc đời không như mình mong muốn nha mấy chị. Có nhiều người ấy, người ta hay, em nói chung là em cũng thường xuyên bị mời viết mấy cái gọi là quảng cáo, em cũng có làm. Bởi vì mọi người biết sao không, mình chỉ bán cái mình xài thôi. Mình cho vào mồm mình được, mình mới bán cho người ta được. Chứ còn có nhiều người, có nhiều người người ta viết quảng cáo cái kiểu là mình phát hiện ra là sử dụng cái này sau 1 tuần rồi khỏe như trâu. Lại cu, không có cái gọi là dược liệu thần tiên gì mà 1 tuần khỏe như trâu cả. Không có cái gì mà uống gọi là dùng 2 tuần tóc mọc tua tủa, không có. Chị Bích Nguyễn ơi, chị đừng để lại số điện thoại với cả là địa chỉ, chị đừng comment như vậy. Chúng nó sẽ chúng nó sẽ ấy nhá chị. Chúng nó sẽ chúng nó sẽ gửi hàng giả cho chị đấy. Chị cứ vào nhắn tin cho em, hoặc chị nhìn thấy em ghim comment không, 0936368581, chị nhắn vào số điện thoại bên em. Nhà em chỉ sử dụng 2 số điện thoại, 0936368581 hoặc 0905644699. Đó, đấy, em này. Em nấu táo đỏ, đường phèn. Đó. Nói chung là tìm 1 năm đi chăng? Tìm 1 năm, đẩy cái nồi vào. Đấy, ví dụ như cái này này, sử dụng hồng sâm. Đây là hồng. Hồng sâm nhung hiêu, đó, em dùng cái này. Nói chung là em dùng từ cái nọ sang cái chai rồi. Mọi người nghĩ mà xem, mình buôn bán thì ví dụ như nhà em này, em dùng táo đỏ là em dùng cái này. Táo đỏ này, táo đỏ Hàn Quốc của tập đoàn Samsung. Cái này 335.000, 335.000 cho 1 hộp 1 ký nha. 335.000 một hộp cho 1 ký. Chị nó có một cái túi bi lông bên trong, em mở ra như này cho nó dễ để. Chị nào mua táo đỏ thì liên hệ bên em ha. Em mà chỉ bán cái em xài thôi. Nên là mấy chị mua hàng cứ yên tâm là em Trang là xưa giờ chúng nó chửi em Trang nhiều lắm, em Trang cũng không quan tâm lắm. Cái mẹ chúng nó không quan tâm. Đó, em mà như trâu như lợn, như trâu như heo. Không sao. Không có cái nào. Bấm đá cho Trang. Để như bấm đá mùa này nóng như thế này mà không có đá chắc chết cho Trang rồi. Trời ơi, ta lạnh mới luôn Trang ạ. Đó. Hồng sâm nhung hiêu này. Em uống hồng sâm nhung hiêu khỏe như một con trâu. Mà là phải uống duy trì mỗi ngày một gói. Bởi vì với cái thể loại mà ăn nhậu như em ấy. Chào chị Nguyễn Lan Lan. Ăn nhậu như em là cái này em với mẹ em xài này. Kiến nhà em thì nó dùng hồng sâm baby. Kiến nhà em nó dùng hồng sâm baby. Dạng nước và dạng thạch. Dùng dạng thạch cho tiết kiệm 610.000. Dạng nước nó rơi vào khoảng 790.000. Mà công năng y chang nhau. Dạng nước là dành cho những bạn nào á mà có cái gọi là có cái có con 1 tuổi thì sử dụng dạng nước. Cô ơi, dạo này hàng nhà cô về nhiều hàng quá. Đâu có về cái gì đâu mà nhiều con. Cô buôn bán xưa giờ. Dạ, cái set hồng sâm nhung hiêu em dùng hết đến sang set thứ hai rồi mọi người. Cái này là dùng hết set đầu tiên này. Đó, hết set đầu tiên em để lại cái vỏ này mọi người đây. Một cái set này nó là 6 hộp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hộp nha mọi người. Một set này là 895.000. Em đang giảm giá còn 795.000. Chị nào mua chụp hình lại inbox. Dùng cho những người nào sức khỏe yếu, đề kháng yếu, bố mẹ chúng ta già, hoặc là những người hay ăn nhậu. Bởi vì cái này nó là hỗ trợ bổ gan thận. Đó, còn đâu cái này thì nó có rơi vào giá là 795.000. Đó, cái này các chị để ngăn mát tủ lạnh, hoặc các chị để vào đổ với cái ly đá này là ok con dê này. Còn đấy, Hà Thủ Ô đây này. Em là dùng sang đến hộp bao nhiêu rồi? Đây em nói với chị vừa gội đầu ha, đầu vừa gội này, tóc cả đầu. Hà Thủ Ô nhà em gọi là best seller đây. Nhà em không chi nhánh nha, không đại lý, không cộng tác viên. Hà Thủ Ô của nhà em là các chị mua cái hộp này có hình em là phải từ em. Nó mới là hàng xịn nha. Em không chơi với cộng tác viên và những người. Đừng có ai tin rằng là em mua buôn của chị Trang. Trang Khàn chưa bao giờ bán buôn. Không bao giờ bán buôn và cũng không bán cộng tác viên cho bất kỳ ai nha. Nên là mấy chị hãy nhìn tóc của em này. Em dùng hói trắng đầu. Em sử dụng Hà Thủ Ô là duy trì đến bây giờ là em dùng sang năm thứ 7 rồi mọi người. Con kiến 7 tuổi em dùng 7 năm. Một ngày em 1 muỗng này nha mấy chị. Còn chị nào dùng nhiều bạc là các chị phải duy trì 2 đến 3 hộp.
Đấy, ngày xưa em dụng chói đầu trắng đầu sang Facebook trang trần, em mới đăng bài đấy. Hôm nay lâu lâu mới mò vào cái Facebook để xem là ngày này năm xưa là cái gì. Đấy, Hà Vũ ôm vậy. Ngày nào em cũng một muỗng thôi. Không biết bao nhiêu viêm, 15-20 viêm. Nhưng mà để cho tóc mình ấy, mà nó mọc dày, không dục ha. Đây, không dục gội đầu xong không chải đầu. Nhà có cái lược ha. Không có cái lược tóc này. À, một sợi duy nhất ra, một sợi duy nhất. Hà chủ ơi, nhà em 760.000 một hộp, không đắng nha, không có chữ đắng. À, tôi chỉ nhìn tóc em là biết rồi này. Em suốt ngày nhuộm tóc, sấy tóc, rồi em suốt ngày là đánh rối tóc, xịt keo làm phồng. Nên các chị mua Hà chủ ơi nhà em, độc quyền từ nhà em, không có chi nhánh, không đại lý, không cộng tác viên. 760.000 một hộp, chưa bao gồm phí ship nha mấy chị, chưa bao gồm phí ship. Trang ơi, cái bảng của chị đâu Trang? Cái bảng xuất nhập đâu? Đi. Dạ. Cái bảng xuất nhập đâu? À, nào chú ơi, nhà em mới sắp được lấy hộp mới rồi. Ví dụ như hạt nêm này. Hạt nêm nhà em mà dùng hạt nêm của Hàn Quốc. Hạt nêm nhà em dùng hạt nêm Hàn Quốc có dạng bò, vị bò và vị hải sản nha. Vâng, chị Lâm Tuyền, chị Lê Hà Thủ Ô, chị nhắn tin vào Pay đang live stream dùm em nha. Số điện thoại là nhà em này có hạt nêm này, nhà em Kiến nhà em chỉ sử dụng từ bé đến lớn. Trời ok rồi, bà Kiến. Bà đưa cho em cái biển, tôi khổ ghê vậy đó. Nó mất cái dây rồi, không biết đâu. Mất cái dây rồi phải không? Ai để đây để tùy mọi người. Đó. Các chị mua gì các chị nhắn tin cho bên em nha. Hà Thủ Ô. Đây là hạt nêm này. Trang ơi, Trang, cái hạt nêm để thế này không được. Em mở ra để ngoài nó sẽ bị ấy. Nó sẽ bị chảy nước nha. Em tìm cái hộp em đổ vô luôn ha. Mọi người nhìn lưu tâm nha. Hạt nêm vị bò và vị hải sản. Có vị bò, vị hải sản. Một gói hạt nêm này 1 kg là 335.000. Nhà em là chỉ sử dụng một là bột canh Hải Châu. Ướp thịt để kho thịt em dùng bột canh Hải Châu. Hai là em sẽ sử dụng hạt nêm này để em nêm vô canh. Đấy, cái này nó có hai loại. Một là cái gọi là một là nó là một cái dạng thịt bò. Thịt bò đấy các chị để xào là một này, vô canh là hai này. Là tuyệt vời mất rồi. Và các chị lưu tâm như đấy, bà bé giúp việc nhà em là bị quên đấy. Nếu như các chị mà lỡ cắt ra như thế này rồi ha. Nếu lỡ cắt ra như thế rồi thì vui lòng đổ vào một cái hộp. Rồi ui dồi ôi tí đổ. U là trời. Vui lòng đổ vào một cái hộp. Sau đó các chị ha, đổ vào một cái hộp ngon lành cành nào. Rồi các chị cho vào ngăn mát tủ lạnh. Bởi vì cái này ấy, nó không có chất bảo quản đâu mấy chị. Đó, hạt nêm bò. Đó, 335.000 một hộp nha. À, một gói nha. Một gói này 1 kg nha các chị. Đó. Các chị mà nấu canh là bột này, xào rau này, nấu lẩu nó tuyệt vời. Cái này ấy, những chị nào mà có con nhỏ ấy, để nấu mà nấu canh nấu riết cho con là em là Kiến nhà em dùng ngay từ bé. Ngày xưa em bán cái này, em không bán cái này đâu, em mua về cho Kiến nó ăn thôi. Bởi vì cái này nó nặng lắm. Cái này nó nặng vô cùng. Cái gói này là 305.000 một hộp nha. Chị ơi, chị băng băng ơi, Hà Thủ Ô chị ăn giờ nào cũng được chị. Hà Thủ Ô chị ăn giờ nào cũng được nha. Đó. Đó. Các chị lưu tâm dùm em này, cái này nó có 305.000 một ký. Còn táo đỏ Hàn Quốc là 335.000 một ký nha. Đó, hạt nêm này. Đó. Các chị lưu tâm này, mở là phải ví dụ cái này lóc này. Các chị để vào hộp nha, các chị lên để vào máy mà cái tủ mát để cho nó không bị chảy. Đó. Em mà được cái này là em nhà em đồ đạc là em cẩn trọng lắm. Nó sẽ có cái dòng là hạt nêm là một là vị hôm nay là em đang không để cái hộp hôm nay em không để cái gói là vị hải sản ở đây. Nó sẽ có là vị bò và vị hải sản. 305.000 một hộp nha. 305.000 một gói ha. Nên chị nào lấy cái này chụp hình lại giùm em. Đó. Trang đừng vứt cái này nha.
nhiều khi mở ra cho mọi người giò mà chị live stream trong kho đồ nghề đó, nên chị nào lấy ha, chụp hình là inbox cho em. Có nhiều người ta làm KOL quảng cáo, mọi người, người ta không có sử dụng, người ta chỉ viết quảng cáo review thôi, nhưng mà em không phải là người như vậy. Vâng, chị mua, chị băng băng mua Hà Thổ inbox em. Em là, mọi người cứ theo dõi em mà xem, em chỉ bán cái em dùng thôi, từ kem dưỡng da, dầu gội đầu ha. Đấy, kem dưỡng da, dầu gội đầu em chỉ bán cái em sạc. Đó. Đây, dầu gội đầu đây. Vì chị nào mà dụng tóc này thì sử dụng dầu gội đầu biotin ha. Em là sử dụng bộ biotin và bộ TG đỏ. Ví dụ như khi nào mà em bị cái trạng thái là em xịt keo quá nhiều, em xịt keo đánh dối làm phòng với mùng 7 là em đi event Phú Quốc này, em sẽ mang cái hộp này theo, cái cặp dầu gội biotin để kích thích mọc tóc. Biotin nó là cái dòng dầu gội để giúp cho cái chân tóc nó chắc hơn, không bị rụng tóc, phục hồi và siêu mượt, nhưng mà nó lại không siêu thơm. Còn TG đỏ là phục hồi tóc, siêu thơm nhưng không kích thích mọc tóc. Nên chị nào bị rụng tóc thì sử dụng combo này. Hà Thủ Ô là bổ sung từ bên trong. Bản chất của việc mà muốn cho tóc của mình ấy, nó mọc đều, mọc nhiều là phải bổ sung từ bên trong. Vì Hà Thủ Ô ấy, nó sẽ bổ sung vào trong máu cho mình, đủ chất cho máu thì tóc của mình mới chống rụng. Đó, đây là mọi người ấy, để cho lụt mà mái tóc như kiểu của em mọi người này. Đây là em không sấy nha, em gội đầu xong không sấy này, không chải đầu luôn này. Đó. Đây. Thấy không? Tóc của em là nó một nồi. Mọi người bình thường mọi người thấy ấy là em tóc bết bết bẩn bẩn không ai tán ấy là do em ở bẩn. 4 5 ngày gội đầu một lần thì có đi đâu đâu. Nhưng mà em mồ hôi dầu nó ra. Tóc nó bết lắm. Đó. Cái này là dùng mỗi ngày. Mỗi ngày một gói. Cứ hồng sâm nhung yêu này, cái này của Hàn Quốc, cái này thị trường mà mọi người đi du lịch Hàn Quốc sẽ mua về khoảng 1 triệu 1, 50 đến 1 triệu 2. Tuy nhiên là em cùng với một số bà chị nhập cái này về để chúng ta cùng bán cho nhau, có nghĩa nhập một nhập chính ngạch nhá, đầy đủ giấy tờ nha các chị, giấy tờ pháp lý đầy đủ nhá. Em là bán hàng ít khi em trưng lắm, nhưng các chị đã mua hàng của em nhiều năm là biết tính em à. Buôn bán này phải rõ ràng mạch lạc. Đó, nên là cái này chị nào mua làm quà biếu là cực kỳ hợp lý. Bởi vì cái set của nó ấy, nó sẽ là 6 hộp ở trong cái như này. 6 hộp để trong như này, chị nào mua mà đem đi để mà gọi là mình tặng quà ấy, mua cái này. Thị trường nếu như chị mà nhờ người ta sang Hàn Quốc du lịch và mua ấy, 1 triệu 4, 50 đến 1 triệu 2. 850.000 em, à 895.000. Em đang giảm cho chị còn 795.000 nha, chưa bao gồm phí ship. Và chị, các chị lên nhớ, cái bộ này nó rất là nặng, nó nặng 1,5 kg, cái phí ship của nó rất là cao. Nên là em đã bảo rồi, em chiên cho chị để em bán giảm 100 ngàn để đỡ đần tiền ship cho các chị. Thay vì em bảo là phí ship đúng không ạ, thì em kêu là em giảm 100 nghìn cho các chị luôn. Bởi vì sẽ có những chị ở Sài Gòn đi ra quán bún đậu cô Khàn để lấy luôn, không mất tiền ship. Cái gì cũng phải công bằng. Nên là các chị mua hàng nhà em là các chị luôn luôn, em là người tính rất rạch ròi và rõ ràng. Mua cái này mà đi tặng đi biếu này, sau sinh mà sức khỏe yếu là uống cái này. Bố mẹ chúng ta sức khỏe yếu uống cái này, ăn uống kém uống cái này. Những người ăn nhậu nhiều muốn bổ gan bổ thận là uống cái này. Em là uống cái này sang cái này hộp thứ hai rồi. Hộp thứ hai là em uống 2 tháng rồi đó. Đã uống 2 tháng rồi. Chỉ là mua vui lòng chụp hình inbox lại giùm em. Xôi trên trời. Đó, đang đun táo đỏ đường phèn mọi người hiểu không? Táo đỏ này ha, nhà em mọi người thấy không? Táo đỏ nhà em nó không bóng lưỡng như trên mạng đâu nha. Táo đỏ nhà em này mọi người nhìn này, cái này mọi người đây của Hàn Quốc này, tập đoàn ở đây là tập đoàn Samsung. Mọi người biết rồi, ở bên Hàn Quốc tập đoàn Samsung là tập đoàn lớn nhất. Từ mỹ phẩm, từ thực phẩm chức năng là Samsung sản xuất rất là nhiều. Em ơi có vị chua hay vị ngọt? Dạ chị ơi, cái này là cái này nhá, nó là hồng sâm nhung yêu, nó có vị ngọt, nó có vị ngọt và cái mùi của nó là mùi sâm. Cực kỳ dễ uống, nên là chị nào sức khỏe yếu nha, mình hay làm việc mệt, suy nhược là mình uống cái này. Mình phải uống cái đó. Đấy, nhắc nhớ mình uống đi một cổ đã thôi. Em nói với chị nghe là em nha. Các chị thấy em hay ho, uống rượu, uống bia nhiều. Này, uống hết hộp bổ phổi rồi. Hết hộp bổ phổi uống sang hộp thứ hai. Em nói với chị cuộc sống ấy. Đấy, đây cái này nhà em có chị không? Cái bình nước này này, thật sự sau này em nói với chị này. Sau này em đi Mỹ, em mà canh sale mấy cái này này, em nhập về cho mấy chị, em bán cho mấy chị. Cái này là cái, các chị thấy có cái lõi không? Lõi lọc này này. Nhà em nhá, mặc dù là đã mua hệ thống lọc nước rất đầy đủ,
Nhưng mà mấy cái bình nước em cũng phải mua cái lọc. Đó, sau đấy em mua một cái lọc ấy này. Đó. Em nói thật với chị là em cẩn thận làm riêng cái độ cẩn thận thì... Đó đây, cái lọc lõi nó đây. Một bộ lõi này, đó. Cứ một cái này, đó, 3 cục thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 5 cục. Em mua cả một set này về để làm gì? Mình thay vào cái lõi cho cái bình đó. Thấy không? Em cẩn thận làm úi rồi ôi. Nước mà nước là nó rất độc hại. Nếu như cái nước của mình, cái nguồn nước không sạch, nó sẽ ảnh hưởng đến thận. Bị sỏi thận, bị sạn thận. Em là cẩn thận như mấy chị. Em bia rượu đã nhiều, em thành thần hơn nước chị ấy. Vâng, chị Lâm Tuyền lấy hạt thủ ô inbox dùm em nha chị. Inbox vào Play đang livestream, chị có thấy em ghim cái bình luận không? Đó. Trời ơi, em nói thật chị nha. Mình nhiều antifan, mình nhiều nướng hết mình. Là mình phải tự bảo vệ bản thân mình. Bổ phổi đây, này. Mới khui hộp thứ hai này. Đó. Một hộp này 90 viên, 735.000. Đó, 735.000. Thấy không? Mình á, là phải uống cho mình. Ho nhiều, thứ nhất là em hay đi những cái chỗ mà uống bia uống rượu ngoài đường ấy, người ta hút cỏ, hút bóng các thứ ấy. Em là không có hút cỏ, hút bóng bao giờ nhé. Em chỉ có uống rượu thôi, bú rượu thôi. Bú rượu, bú bia. Nên là cái hệ thống hô hấp của em nó cũng bị gặp vấn đề. Ví dụ như em hay đi lượn ngoài đường, hay ngồi vêu mõm ngoài đường ăn nhậu, khói bụi, khói xe, xăng xe, rồi lại còn đi ăn đi nhậu với bạn bè xung quanh, hút bóng, nó hút cỏ hay nó bú đá gì ai mà biết. Mình là người bên cạnh ngồi ngửi chúng nó trực tiếp. Chưa kể những cái anh chị nào mà làm việc trong những cái gọi là giày da là một này, những cái xưởng vải là hai này, xưởng vải nhé, vải vải may quần áo này, hoặc là những cái người mà làm trong những cái môi trường như tranh sơn mài, tranh sơn dầu, những người làm ở cây xăng, những người làm ở những cái xưởng phun sơn ô tô, mình làm sơn sơn tường, những người làm giấy dán tường. Em chỉ khuyên mọi người phải uống cái này. Đây là viên bổ phổi và làm sạch phổi cực kỳ nổi tiếng của Úc. Cực kỳ nổi tiếng của Úc. Một hộp này là 90 viên, 735.000. Nếu các anh chị đang không gặp vấn đề quá trầm trọng về phổi thì uống một ngày một viên giống em này, để lọc phổi, làm sạch phổi. Còn các anh chị mà đang gặp vấn đề như ho này, khó thở, kiểu mình cảm giác cái phổi mình nó không khỏe ấy, là nên uống 2 viên một ngày. Uống khoảng 20 ngày sau các chị sẽ duy trì 1 viên một ngày. Chỉ định nó là 2 viên một ngày, nhưng em chỉ khuyên các chị là 1 ngày 1 viên. Bởi vì mình còn có vitamin E, còn dưỡng da này kia, collagen hay là những cái vấn đề về gan thận. Em mà còn uống viên bổ gan nữa, chùm nhậu, bổ gan bổ thận, không ấy là chết. Cái hộp này là 735.000 nha. Là 735.000 là 90 viên, ngày 1 viên. Đây còn đây viên bổ gan dành cho mấy bà ăn cho trời rộng. Nhưng mà nghỉ nhậu là em nghỉ nhậu đến hôm nay là được 19 ngày rồi. Đây là viên bổ gan, thải độc gan 865.000, là 200 viên. Còn cái viên mà một cái hộp mà 120 viên này nó đang là, hình như em nhớ không lầm là 531.000. Mọi người em không nhớ nhầm, tại vì không có cái giá ở đây. Cái hộp mà 120 viên này nó mới về 200 viên, nên là em không nhớ rõ giá nha. Cái hộp 200 viên thì em nhớ chắc chắn là 865.000. Nhưng mà cái hộp mà 120 viên này lỡ nhớ không lầm là 531.000 hay 530.000. Là cái hộp này các chị cứ inbox giùm em. Cặp gan phổi phèo phổi này là đỉnh cao rồi. Đó. Em là gọi là xin là cuộc đời này sống được bao lâu mà mình không dưỡng sức khỏe là chỉ có chết. Chỉ có bằng chứng sắt đá là bộ Hà Thủ Ô nhà em đỉnh cao. Hà Thủ Ô nhà em cực kỳ đỉnh cao. Trời thần thiên địa. Thấy không? Đấy, thấy không? Hà Thủ Ô khi tóc khỏe này, gội đầu tóc sạch này, đó là cái tóc nó tự vào nếp ấy chứ. Cái tóc nó tự vào nếp ấy chứ mấy bà. Đó. Chồng em về là tóc em sẽ đến đây các chị nha. Khi chồng về tóc em đây, tóc mọc dài cực kỳ nhanh, tóc cực kỳ khỏe. Đây. Đó, đây. Không ra sợi tóc luôn. Đó. Mọi người mà giật tia em mà phải ra cả đầu. Em ra một sợi này, một sợi. Thấy không? Dạ, Hà Thủ Ô 760.000 nha. Cái này em nói với chị nghe, Hà Thủ Ô này em bán 7 năm. Em sử dụng 7 năm liên tục nha. Em cứ duy trì mỗi ngày 15 viên, 10-15 viên. Tóc em ở cực kỳ khỏe. Em nhuộm, em tẩy tóc liên tục mà các chị. Em chỉ bán cái em xài nha. Em không có cái thói nói hưu nói vượn. Chứ còn người ta bán hàng, người ta chỉ ngồi viết review, viết cho hay vô, người ta có dùng đâu. Mình mua hàng mình phải tỉnh táo. Các chị đừng tin những đứa viết review cái kiểu mà
hôm nay là bôi dưỡng da này, mai bôi dưỡng da khác, mốt uống cái này, mốt uống cái kia. Các chị nào mà đã theo dõi em là thấy em 7 năm nay chỉ dùng một loại. Trên đời này có nhiều người ấy, người ta không xài nhưng người ta viết review, người ta sống bằng tiền review, KOL nha. Em nói thật với chị này, em mà nếu mà để gọi là em mà để đi sống bằng cái tiền viết review, các chị thấy đấy, em viết một cái câu chuyện là hôm qua đấy có đứa alo chị à, chị ơi, chị là Trần Thị Trang, số chứng minh thư nhân dân này kia, tạm trú ở đây là kia, bố chị là Trần Gia Công sinh năm 1955 phải không chị? Đúng rồi em. Chị bố chị cấp cứu ở bệnh viện y học cổ truyền, chị chuyển tiền gấp để bố chị mổ liền. Thế à? Em ơi, thế à? Em để ông ấy chết đi em. Em cho ông chết rồi chị gái. Chị cần ông ấy chết để chị hưởng tài sản em ơi. 3 tháng nữa dỗ bố chị 15 năm em nhá. Mày làm chị giật cả mình. Bố chị chết 15 năm rồi đang chia tài sản đấy. Mày lại bảo ông ấy đang thấp hấp hối ở bệnh viện thôi, mày để ông ấy chết hộ tao cái. Ông ấy chết 15 năm rồi cho ông chết luôn hộ tao cả. Đấy, chỉ một cái câu chuyện như vậy thôi mà 11.000 like. Là câu chuyện có thật đấy đấy chị. Nó lừa em, định lừa em cứ chị. Đấy chị đâu, em mà nghĩ content để viết review một sản phẩm, em kiếm vội kiếm vàng một cái sờ tay tút review đấy cũng 50 triệu. Em không có làm như vậy. Mình phải xài thật sự, mình dùng thật sự, mình hãng nói với người ta. Mình phải cảm nhận thật sự. Còn đó chị đấy, mặt em như cái mặt mo, chúng mà ghét em bỏ mày ra. Em mà review sai thì chúng nó chửi em chết lên bờ xuống ruộng. Còn Hà Thủ Ôi nhà em, như em đã nói rồi, em không có chi nhánh, không có cái gì gọi là cộng tác viên nha, cũng không có cái gì gọi là đại lý nha. Em bán một mình độc lập. Cái này là hàng độc quyền của em, in cái mặt lợn của em bên đây nè. Trời thần tiên địa, em là buôn bán rõ ràng. Đó, em đang link này. Đó, em đang link này đấy. Táo đỏ đây, táo đỏ. Đó. Em nấu táo đỏ cho con em đấy. Ai dồi ôi. Rồi, đường phèn đấy. Đường phèn dùng đường Quảng Ngãi này. Đó. Chờ xong, chờ đun sôi thêm 5 phút, thả đường phèn vào, cho vào nồi ủ. Em để đường rồi á. À, để đường rồi à? Trời thần tiên địa, mình định đái tháo đường à? Trời thần mẹ tiên ơi, đi. Con thèm nước táo đỏ ra mẹ yêu ơi, xem mà ra mẹ ơi, quay quạt cho mẹ đóng quá. Ăn gì? Ăn ý mà mẹ nhớ mấy cái món. Con muốn mẹ trưng yến táo đỏ. U là trời bà hai. Con thì con đói rồi. Đi đói gì, ngồi đây nói chuyện với mọi người đi. Bé kiến chào mọi người. Bé kiến lắm yêu quá. Mẹ yêu bé kiến mà. Mẹ ơi, kẻ bắt con ăn không? Đấy, yến, trưng yến cho con. Ok, thôi mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi dạy dặn này, mẹ quên. Ok, mẹ trưng yến liền cho con gái yêu của mẹ đây. Mấy ngày này con cứ ở chút. Con thích con cây cô Trang trưng cho con hiểu không? Dạ, tại do con tưởng cô Trang không có biết làm. Cô Trang làm cô Trang của con chỉ có mỗi một cái không biết làm, đó là tán dai thôi con à. Tán dai là gì? Tán dai là được, cứ đàn ông ấy. Còn con quá dễ dàng để lấy người yêu luôn. Mẹ ơi, con biết cách để mẹ thu thập người yêu không ạ? Cái gì, cách thu thập người yêu như nào? Tức là mẹ xé hai tờ giấy bằng nhau, xong rồi mẹ viết là... Xé hai tờ giấy bằng nhau? Xong rồi mẹ viết... Đứng đây thì chia sẻ cho mọi người sẽ biết nào. Rồi mẹ viết là người yêu. Còn rách kia vẫn là người yêu. Xong cho người ta bắt thử. Con vô lấy luôn. Chết rồi, cái thố trưng đâu nhỉ? Trang ơi! Cái thố đâu em? Dạ, thầy lúng rồi. Cái thố trắng trắng có cái nắp đi để trưng trưng yến thích kiến đâu? Dạ, thầy mới. Tìm thấy rồi. Lấy để đựng cái gì? Để nấu canh ăn quyển rồi. Không có cái hũ. Là cái nào? Đựng gì bà? Trời, mẹ thân thiên đi đâu? Lấy cái này. Đây, đợi cái này mẹ. Khổ ghê vậy đó. Con trai bà ban bánh mì. Có lần trong lớp có lần con xem một cái tờ báo mẹ hay lắm ạ. Tự nhiên năm kiểm tra cái xong rồi tự nhiên anh kia kêu lên hay để con trai bà bán bánh mì lo cho lớp, đừng lo gì ngoài lo ghi. Xong rồi bạn kia thì bảo luôn ôi trời ơi đang ghi không kia trời thần. Quá à. Xong cô cho đứng ở ngoài phạt luôn. Quá là
Rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Đó, trưng yến cho bà Kiến này. Mấy ngày nay con hơi bị... con hơi bị thèm. Trang thỉnh thoảng biết trưng yến không Trang? Tao nghĩ là mày phải biết trưng yến chứ nhỉ. Mày trưng cho Kiến nó ăn coi. Mày chờ chị làm trước vỡ nợ. Một cái khoai này em trưng 3 quả. Hiểu không? Kéo rồi. Lấy cái nồi đi, lấy cái nồi trưng cho nó đi. Khổ ghê vậy đó. Trưng cho nó. Sao ngủ được mày? Yến nào mà trưng yến không ngủ mày? Bổ quá sao bà nào, em nghĩ thông động bà. Không, ai kêu mày là yến ăn buổi sáng? Yến ăn buổi tối. Tí nữa đánh răng xong ha. Em trưng xong rồi đánh răng xong, nó lên trên giường nó tè xong hết nha. Nó lên trên giường ha. Em mới cho nó ăn yến, hiểu chưa? Ăn yến là không có để chân chạm xuống đất đâu má. Mà đêm nó đi tè để cho nó đi đi dép đấy. Trời thần, bà chả biết cái gì. Đi mặc đòi. Cái này tao học trên mạng đấy. Đó. Táo đỏ này nhà em là các chị có thể ninh với sườn này, ninh với gà này, ninh với củ sen này. Đấy, ví dụ gà, củ sen, sườn, táo đỏ. Đó. Nhưng mà khi mà trưng yến với táo đỏ là mọi người bỏ cái hột ra nha. Đun trưng táo đỏ cũng phải bỏ cái hột ra. Lần sau với Trang em trưng cái đun với cái táo đỏ thì em phải đợi nó sôi. Nó sôi xong ấy, 5 phút kia là em vớt ra, em mới cho cái đường phèn vô và em cho vào nồi ủ, hiểu không? Chứ không phải là mày cho đường phèn vào từ cái lúc mày đang ninh đâu. Trời thần thiên địa má ơi. A Di Đà Phật bà. Nhưng mà khi mà em đã cho đường vào nó co lại, hiểu không? Nó sẽ không thôi ra được cái chất nữa. Ví dụ em trưng trưng yến này này. Em chờ nó ha. Không phải trưng như vậy bà ngoại. Ôi trưng như này. Mấy chị làm cái này. Dạ, mấy ba mẹ Việt Nam anh hùng, tôi lại bà Trang, tôi lại bà. Cái này này em đặt vào trong cái nồi, hiểu không? Nhưng là cái kia em sẽ là bị gì nhỉ? Em sẽ đậy nắp, hiểu không? Trưng đậy nắp. Mày làm gì mày làm? Đó, trưng táo đỏ xong kia. Em bấm đồng hồ 25 phút. Em để rất 5 rồi. 25 phút sau là em sẽ cho đường phèn vô, hiểu không? Cho đường phèn vô xong rồi là em tắt bếp, đậy nắp. Em lấy miếng gừng đi Trang. Lấy một miếng gừng thái mỏng. Một vòng mỏng mỏng nhuyễn nhuyễn cho vào đấy. Đấy táo đỏ nhé em là em nó thật với chị này. Đó. Đấy yến này, mua yến hoặc kiến này. Lúc làm để sẵn đó. Đúng yến xịn nên để mấy năm trời. Mua một lần mua cả chục gói. Một lần mua yến mua cả chục hộp. Một lần mua yến em mua cả chục hộp để đấy cho bà ý. Đây mọi người mua gì inbox em nha. Đấy con nhà em này. Nhà em dùng cái này. Ha. Mẹ ơi, con bị với con bỏ gấu nữa. Đó, nhà em dùng số điện thoại này nha. Mẹ ơi mẹ. Ơi. Con hỏi này nè. À, con bỏ gấu nước với con bị con nào bất sự gì mà. Đó, sôi rồi này. Xong rồi cho nồi ủ. Có cái nồi ủ Nhật này mua từ ngày đẻ con Kiến đến giờ. Cái nồi ủ này dùng sung sướng lắm. Có con nhỏ nồi ủ là nhàn vô cùng. Rồi với các chị mua gì nhắn tin nha. Em đi tắm một cái đây. Đang đeo quần ghen bụng với bôi kem tan mỡ này nóng lắm rồi. Bây giờ đi vào tắm tiếp một cái rồi. Còn kiểm tra bài vở cho con Kiến này. Đêm em sẽ lại là chim live với các chị nha. Giờ này không có buôn bán gì. Ui giời nóng quá. Đấy, buộc cái tóc vào mọi người đâu có thấy cái tóc em nhiều đâu đúng không? Chỉ khi em xóa ra mọi người thấy tóc nhiều thôi. Hà thủ ô nhà em đỉnh cao nghệ thuật đấy. Heng.